Thăng Long Travel xin giới thiệu tour tham quan một ngày công viên quốc gia Yosemite ngày 28 tháng 4 với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những ngọn núi hùng vĩ. Vườn quốc gia Yosemite là điểm đến lý tưởng với những người yêu dã ngoại. Thác Yosemite là một điểm đến thu hút khách du lịch cuối mùa xuân khi tuyết tan, dòng nước trắng xóa ào ào đổ xuống chính là lúc vẻ đẹp của thác Yosemite lên đến đỉnh điểm. Con sông Merced với dòng nước uốn lượn dài 22 cây số đã tạo nên một thung lũng tuyệt vời. Từ Tunnelville, bạn có thể chụp những tấm ảnh đẹp đến ngỡ ngàng với chùm địa điểm nổi tiếng của Yosemite El Capitan, Half Dome và thác nước Prideville. Giá tour 99 Mỹ Kim bao gồm xe bus ăn sáng và vé vào cổng tham quan. Xin gọi Thăng Long Travel 408-901-9000, website thanglongtravel99.com. Thăng Long Travel phục vụ quý đồng hương tận tâm, uy tín và chất lượng.